Giờ là 17 giờ là 35 phút ngày 25 tháng 12 năm 2018. Mình cho đại bàng phi bắt mồi thì giờ nó bắt mồi nãy giờ nó ăn gần hết con cúc rồi. Đó, nó nhổ lông ra, nó nhổ lông kia. Đó, rồi lại để nó ăn. Ăn đi con. Tôi quay mày thôi có gì đâu ghê hả? Ăn đi ngáo. Tên khôn ghê, tên ngáo khôn ghê. Chủ nó đặt tên ngáo. Ừ. Con thấy chưa, thấy nó nhìn địa bàn chưa? Nó ăn gần hết con cút luôn à. Ăn nữa đi, không ăn nữa là tao lấy tao dẹp à. Đó, mình cho nó phi từ đằng đó lại đây nè. Có thấy xa ghê không? Từ đằng ngay chỗ cục cổng chào đó đó. Mà nó phi tới đây nè. Gần 60 mét. Phải chọc cút ghê thiệt. Con này nó giỏi quá. Con này mới 7 tháng tuổi thôi. Bác nào có đại gia, bác đại gia nào có nhu cầu mà cho em đó thì hãy rước em nó về gấp. Em đó là thanh niên nha, thanh niên nhéo nhéo luôn nha. Đấy, mới 7 tháng tuổi thôi. Còn thanh niên nhéo nhéo luôn. Cứ alo cho mình số 09, số điện thoại của mình là 0916 773 574 hoặc 0918 773 574 à, để cho các bác thỏa sức đam mê máu đi săn nha. Con này mình bao các bác đi săn ok luôn. Sợi dây này là sợi dây của con cút nha, sợi dây của con cút này đó, sợi dây của con cút còn cột cút nè, nó còn nó phi lại. Ăn đi, tôi quay phim mà làm gì ghê vậy? Ăn đi con. Chụp con mồi nó ăn vậy mà mình lại giật lại nó la. Rồi xin chào các bác, hẹn các bác clip sau nha.